để không bao giờ phải gặp hồn ma độc ác trong sự kiện nhật ký nghiên cứu rùng rợn của Dễ Mẫn. Hẹn nhau mọi người, không biết mọi người đã xem video quá trình theo đuổi Son của anh hồn ma độc ác đẹp dài ở trên TikTok chưa? Thì sau quá trình xua đuổi và cắt duyên âm với anh ấy, thì anh ấy đã vô cùng đau lòng và tiết lộ cho tôi một bí mật để tôi không bao giờ còn phải gặp lại anh ấy trong sự kiện lần này nữa. Trước khi bí mật được bật mí thì mọi người đừng quên đăng ký kênh, thả tim và để lại một comment ủng hộ Son với nha. Xong rồi, vào việc thôi. Đầu tiên như thường lệ thì mọi người vẫn sẽ đi nhận nhiệm vụ giống như bình thường. Nếu như mọi người nhận được nhiệm vụ đó chính là tìm những cái lọ nước thánh thì mọi người chỉ cần bấm hủy nhiệm vụ, sau đó bấm thoát game và khởi động lại game nha. Thì khi đó khi mà nhận nhiệm vụ thì nhiệm vụ sẽ được thay đổi nè. Nếu trường hợp các bạn đã thoát game và vào lại mà vẫn nhận phải nhiệm vụ tìm nước thánh thì các bạn hãy chịu khó thoát ra và vào lại lần nữa nha. Nó hơi phiền một tí nhưng mà nếu mà bà nào không muốn gặp ảnh thì tôi thấy cũng đáng để thử nè. Cách này cũng có thể áp dụng cho các bạn mà chưa hề gặp anh ma độc ác bao giờ mà muốn gặp ảnh nha. Đơn giản vậy thôi á. Mọi người áp dụng thử nha. Và nếu mà thành công thì đừng quên quay trở lại đây và comment bên dưới cho Son biết nhé. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. See ya.